Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 15 tháng 5, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay đã tiếp nhận 17 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có một vị là chủ tịch một phường tại thành phố Vũng Tàu đang ra Đà Nẵng để học tập kinh nghiệm. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 5, 17 người đã được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng đau bụng, nôn mửa, đau đầu, tiêu chảy kéo dài. Tất cả những người này trước đó đã ăn cơm tối tại quán cơm gà trên đường Hồ Nghinh thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Sau khi được chăm sóc tích cực, 10 bệnh nhân đã được Bệnh viện Đà Nẵng cho xuất viện trong đêm. 7 người còn lại vẫn đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Trong số các bệnh nhân, có đoàn cán bộ phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi thực tế học tập kinh nghiệm tại Đà Nẵng. Ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7, thành phố Vũng Tàu cũng bị ngộ độc nặng, hiện chưa thể ra viện. Theo ông Dũng, đoàn của ông gồm 14 người. Sau khi ăn tối tại quán cơm gà, thì ông và 10 người khác đau bụng dữ dội, bắt đầu nôn ói. Riêng 3 người không ăn thì vô sự. Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Đà Nẵng đang làm rõ vụ việc. Kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.